Đấu phá thương khung phần 4 tập 22, hẹn ước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Đàn Yên Nhiên. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ bằng cái kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Nghe vậy, Lạp Đàn Yên cùng với Lạp Lan Túc sắc mặt đều hơi đổi, bất quá cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Linh hồn lực lượng chậm rãi dò xét thân thể, đến khi nhiệt độ của ngọn lửa cao đến mức độ nhất định, liền cố gắng áp chế nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng hướng phía sau lưng Lạp Lan Kiệt điểm tới. Ngón tay điểm lên, thanh sắc hỏa diễm phốc một tiếng, lập tức tiến vào trong thân thể của Lạp Lan Kiệt. Mà vốn không hề hay biết, cũng tại một khắc, thân thể đột nhiên run rẩy. Ngón tay điểm lại sau lưng của Lạp Lan Kiệt, Tiêu Viêm ánh mắt khép hờ, linh hồn lực lượng khống chế toàn thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng xuyên qua một vài kinh mạch chủ chốt, sau đó từ từ tiến vào gần bộ xương bị lạc độc bao phủ. Dựa vào linh hồn lực lượng thi triển, tình trạng của Lạp Lan Kiệt xuất hiện trong óc của Tiêu Viêm. Cảm ứng được bộ xương dường như là đã trở lên thành màu đen thui. Tiêu Viêm lông mày từ từ nhíu lại, Lạp Lan Kiệt trúng độc sâu đã ra vượt xa ngoài dự kiến của hắn. Xem ra muốn lập tức khu trừ hết độc tố là không có khả năng, vẫn là phải lựa chọn phương thức dùng lửa khu độc một cách từ từ. Trong lòng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh, sau đó chậm rãi tiếp tục dò xét những khớp xương đen kịt bị nhiễm độc tố. Trong lúc tiếp cận, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm cũng bắt đầu từ từ thả lỏng, để cho nhiệt độ của thanh sắc hỏa diễm từ từ tăng cao. Theo nhiệt độ tăng lên của thanh sắc hỏa diễm, vốn thần tình chết lặng, Lạp Lan Kiệt trên khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ đau đớn. Bàn tay khô héo cũng gắt gao lắm chặt, gân xanh lơi cánh tay trên cũng nổi lên. Thanh sắc hỏa diễm bị linh hồn lực lượng bao phủ, ngay khi đạt tới một nhiệt độ nhất định, chợt liền đình chỉ. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm không khí có chút là nóng chảy, chần chờ một lúc, cắn răng khống chế thanh sắc hỏa diễm bao trùm một đoạn xương màu đen. Ở trên giường, Lạp Lan Kiệt hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra tiếng hô đau nhức, một cỗ khí thế hung hãn giống như hồi quang phản chiếu thức tỉnh dậy. Lão gia tử, lão nhân đột nhiên mở mắt, Lạp Lan Yên Nhiên cùng với Lạp Lan Túc vội vàng hô: "Ta hiện đang tiến hành khu độc, nếu ngài có thể chịu được cỗ đau nhức này, lạc độc hẳn liền có khả năng khu trừ, bất quá nếu không thể, ta đây cũng vô năng vô lực." Liếc mắt nhìn Lạp Lan Kiệt trên mặt đầy mồ hôi, Tiêu Viêm nhàn nhạt rồi nói. Nghe được thanh âm sau lưng, Lạp Lan Kiệt quay đầu nhìn khuôn mặt thanh liền đạm mạc, không khỏi sửng sốt, lập tức cắn răng cười nói: "Tiểu A Nhi là người cứu ta. Chưa nhất định có khả năng cứu được, nói không chừng ta một phút thất thần, ngài sẽ chết trên tay ta đó. Ha ha, cái mạng của ta vốn là nhặt trở về, Tiểu A Nhi cứ thẳng tay đi, có làm ta chết cũng không ai dám trách người." Khóe miệng co quắp nhẫn lại chịu đựng sự đau nhức trong cơ thể, Lạp Lan Kiệt phóng khoái cười nói: "Ra ra, người nói bậy gì vậy?" Một bên nhìn Lạp Lan Kiệt từ từ hôn mê tỉnh lại, Lạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, nhịn không được sẵn giọng: "Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? 3 năm nay, nếu không phải bởi vì người lúc trước tùy tiện giải trừ hôn ước với Tiêu gia, ta có thể tức giận đến nỗi không tu luyện được, bị lạc độc hành hạ đến như thế này." Tức giận trừng mắt nhìn Lạp Lan Yên Nhiên, Lạp Lan Kiệt giống giận thanh âm còn chưa hạ xuống, khóe miệng co quắp phát ra một trận gào khán. Quay đầu phía sau nhìn người thanh liên xa lạ cười khổ rồi nói: "Tiểu A Nhi, như thế nào đột nhiên?" "Im lặng nào." Thanh âm lạnh như băng thoáng có chút tức giận, khiến 3 người trong phòng đều thoáng kinh ngạc, bất đắc dĩ trở lên an tĩnh. Nhìn sắc mặt người thanh liên lạnh lùng, Lạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ thẻ lưỡi quay đầu nhìn Lạp Lan Kiệt thoáng có chút ý cười. Nhiều năm như vậy, dám nói chuyện với lão gia tử như thế, giống như là chỉ có một mình hắn. Theo mấy người trầm mặc xuống, bầu không khí trong phòng lặng lẽ trở lên tĩnh lặng. "Ây, không nghĩ tới, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, cũng có thể có dị hóa, loại đồ vật này ngay cả cổ Hà đại sư cũng thèm thuồng." Không khí an tĩnh duy trì một hồi lâu, Lạp Lan Túc lôi kéo Lạp Lan Yên Nhiên lui về phía sau một chút, nhìn về phía bóng lưng vị thanh niên, nhịn không được nghiêng đầu hướng Lạp Lan Yên Nhiên thấp giọng rồi nói: "Được, đích xác rất là không tồi, xem hắn tuổi tác so với ta không sai biệt nhiều lắm, nhưng cư nhiên chính mình có dị hỏa trong truyền thuyết. Ta nghe cổ Hà trưởng lão nói qua về đồ vật kinh khủng này, lần trước bọn họ tìm kiếm dị hỏa ở tháp Quả Nhĩ đại sa mạc, đáng tiếc điều động lực lượng khổng lồ vẫn tay không mà trở về, bởi vậy có thể thấy được đồ vật đó đến cuối cùng có bao nhiêu hùng hãn." Có chút gật đầu, Lạp Lan Yên Nhiên giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một ít tán thưởng. Làng vốn cũng là kiều tử trong đám kiệt xuất, tại Vân Lâm Tông tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đồng bạn cùng lứa tuổi siêu việt hơn mình, mà vị thanh niên tên là Nham Kiều này cũng là người đầu tiên cùng lứa tuổi khiến cho tâm tình của làng tự sinh tán thưởng. Có lẽ là những vĩ nhân trong một lúc nào đó lại sinh cảm phục lẫn nhau. "Như thế nào, nghĩ hắn không tồi phải không?" Liếc mắt nhìn thần sắc của hài tử mình, Lạp Lan Túc hài hước rồi nói: "Cha nói hồ đồ gì vậy, giá mà chẳng nghiêm túc chút nào." Trợn mắt nhìn Lạp Lan Túc, Lạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mà nhắc mới nhớ,
Tự hồ là khoảng cách giữa ngươi cùng với Tiêu gia tiểu tử 3 năm chỉ ước, chỉ còn không tới nửa tháng thời gian nữa thôi. Cười cười, Lạp Lan Túc nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, thở dài rồi nói. Lạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, một lát sau có chút gật gật đầu, nhẹ giọng rồi nói. Còn có 13 ngày. 3 năm thời gian, ngươi cũng so với trước kia thành thục hơn rất là nhiều. Bây giờ ngươi hẳn là có thể biết, hành động theo cảm tính của ngươi lúc trước đối với Tiêu gia cùng với Tiêu Viêm đã mang lại bao nhiêu sỉ nhục, phiền toái rồi chứ. Lạp Lan Túc nhìn Nhi Lữ bên cạnh khuôn mặt trận bóng xinh đẹp rồi nói. Lạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên trán. Sau một hồi thấp giọng rồi nói, Nhi Lữ biết lúc trước hành động đã mang đến nhiều phiền toái. Có điều Nhi Lữ biết là đúng, 3 năm chỉ ước sắp tới, ta chờ hắn đến. Nghe nói từ một năm trước, Tiêu Viêm đã rời khỏi Ô Thản Thành, có điều theo ta được biết. Trước khi ra đi, người thanh niên bị gọi là phế vật đã tái khôi phục lại tu luyện thiên phú lúc trước. Ây, sau một năm, không biết hắn đã phát triển tới bước nào. Lạp Lan Túc cười khổ lắc đầu. Đứng bên cạnh Lạp Lan Yên Nhiên, trầm mặc lúc lâu trầm thấp nói tiếp. Ngươi lần này giống như là thật sự nhìn lầm rồi. Lúc trước ta nói qua, ngươi không nên coi thường thiếu gia phế vật của Tiêu gia. Trước 13 tuổi, tốc độ tu luyện của hắn từng khiến cho vô số người cảm thấy rung động. Lạp Lan Yên Nhiên bàn tay mềm mại nhẹ vuốt mái tóc trên đầu, trầm mặc một lát, bình tĩnh rồi nói. 3 năm chí ước, ta sẽ tuân thủ nếu là ta thắng. Sự tình trước kia liền xóa bỏ, còn nếu thua, ta Lạp Lan Yên Nhiên cũng đã nói qua, làm lô làm tì tùy hắn xử trí. Lạp Lan Yên Nhiên cắn nhẹ bờ môi hồng của mình, chậm rãi ngước lên cười nhẹ, ánh mắt thoáng có chút là mê ly. 3 năm trước tại Tiêu gia đại sảnh, thanh âm hùng hồn của Thiếu Liên lại hiện lên trong óc. 35 Hà Đông, 35 Hà Tây, mạc khi Thiếu Liên cùng. Khế ước này không phải khế ước giải trừ hôn ước, mà là giấy chứng bổn thiếu gia trục xuất người ra khỏi Tiêu gia. Từ nay về sau, ngươi Lạp Lan Yên Nhiên cùng với Tiêu gia ta không có lửa phận quan hệ. 3 năm nay Thiếu Liên phế vật dưới áp bách của con quái vật cự đại Vân Lam Tông, vẫn như cũ quật cốt cắn răng nhẫn nhục, cô độc chờ đợi ngày phá kiển hóa điệp. Bên trong phòng ốc tĩnh lặng, Lạp Lan phụ tử thấp giọng nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên hướng về hai người bên cạnh giường. Theo thời gian trôi qua, nhìn lão nhân khuôn mặt mồ hôi đầm đìa cùng với cơn xanh trên tay nổi lên, Lạp Lan Yên Nhiên hai người thấp giọng nói chuyện cũng là từ từ đình chỉ. Nhìn nhau liếc mắt, đều trong mắt nhìn ra sự lo lắng cùng bất an. Không để ý đến hai người đang lo lắng trong phòng, Tiêu Viêm sắc mặt nguyên như cũ bình tĩnh, hai ngón tay run điểm nhẹ nhẹ tại sau lưng của Lạp Lan Kiệt. Thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt không ngừng bị linh hồn lực lượng bao vây, sau đó cẩn thận tiến vào trong cơ thể, sử dụng nhiệt độ cao để khu trừ lạc độc đã vào trong xương cốt. Thanh sắc hỏa diễm bao vây bên ngoài bộ xương đen. Mặc dù hai người kẻ sát cùng một chỗ, chẳng qua dụng tâm thầm xem xét, có thể phát hiện trong đó cũng cách một khe hở rất là nhỏ. Nhiệt độ di hòa thực sự là quá mức đáng sợ. Nếu là trực tiếp cùng với xương cốt của Lạp Lan Kiệt tiếp xúc, cho dù đối phương là một vị đấu vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ ở trong khoảng khắc trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhiệt độ nóng chảy theo ngọn lửa thẩm thấu mà xa, sau đó chậm rãi khiêu đốt khối xương đen. Theo thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt kéo dài, một lũ xương mù màu đen lặng lẽ theo xương cốt phá ra mà ra, sau đó lẩn trốn, bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm mãnh liệt bao vây vào trong. Lợi dụng nhiệt độ khủng bố, đuổi dần mấy cái cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải ngừng trọng đối đãi, đem sương mù lạc độc hóa thành hư vô. Nhưng mà tại Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa thiêu đốt sương mù màu đen, nhưng không phát hiện được, lúc sương mù màu đen sắc bốc hơi trong chốc lát, màu đen không rõ là gì, thế nhưng là chậm rãi cùng với thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hòa lẫn vào nhau, nhất thời hóa thành yên lặng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một phần khối xương đen bị thanh sắc hỏa diễm của Tiêu Viêm bao vây. Thế nhưng bằng vào mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Ngoại giới lúc này Lạp Lan Kiệt toàn thân cao thấp đã mồ hôi đầm đìa có ướt đẫm, thanh âm già nua không ngừng run rẩy, nhẹ nhẹ hít một ngụm khí từ trong hàm răng tiết lộ ra. Anh đệ, tốt rồi phải không? Nắm tay gắt gao nắm chặt, điều điều gân xanh lơ cánh tay rung động tự như là con rắn nhỏ. Lạp Lan Kiệt thanh âm có chút khàn khàn cùng với run rẩy. Phía sau Tiêu Viêm trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thời gian sử dụng trì hỏa tiến hành thao tác chuẩn xác lâu như vậy, đối với hắn linh hồn lực lượng tiêu hao đồng dạng là một loại gánh nặng lớn. Nghe được Lạp Lan Kiệt kia run rẩy bấy lời, hắn có chút khẽ gật đầu nhẹ giọng rồi nói, một khi người đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa, quá trình cô độc tiên thể đình chỉ ở chỗ này. Người trúng độc quá sâu, vượt qua sơ liệu của ta, muốn một lần đem lạc độc đuổi đi ta không có khả năng, cho nên chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mà làm. Chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhá. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hào hạo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đấu phá tương cung phần 4 tập 23 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming.
Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.